Chào mừng các em đến với kênh Vật lý Trung học Phổ thông. Buổi hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em chủ đề độ to, độ cao của âm ở sách khoa học tự nhiên lớp 7. Và thầy cho chúng ta đi vào cái chủ đề đầu tiên, đó là độ to của âm. Các em hãy quan sát thí nghiệm như sau. Thầy sẽ nối một cái hồng bi với một cái sợi dây treo vào một cái trục có thể quay quanh. Sau đó là thầy kéo lệch cái hồng bi đến điểm C và thầy thả, và các em hãy quan sát nhé. Chúng ta thấy là cái hồng bi dao động qua lại quanh điểm chính giữa là A, và tới điểm C là nó dừng lại và nó đổi chiều chuyển động. Như vậy các em hãy trả lời cho thầy câu hỏi như sau: vị trí cân bằng của con lắc là điểm nào các em? Vị trí cân bằng là các em chọn điểm nào, A hay là B hay là C? Đó là điểm A. Điểm A là điểm chính giữa ha, tức là dao động qua lại quanh A. A là điểm cân bằng. Rồi cái độ lệch lớn nhất của con lắc so với vị trí cân bằng là đoạn con lắc lớn nhất là đoạn AB hay là AC các em? Chúng ta chọn là AC ha, tại vì tới điểm C là cái giới hạn bắt đầu nó quay lại ha. Và thầy cũng thông báo cho các em biết luôn, cái AC là cái độ lệch lớn nhất, hay là chúng ta còn gọi nó là biên độ dao động của con lắc, chính là biên độ luôn. Và cái độ lệch lớn nhất của một cái dao động so với chân bằng thì chúng ta gọi nó là biên độ dao động. Vậy là chúng ta nắm được cái biên độ dao động là gì rồi. Từ cái biên độ dao động á, thì thầy cho chúng ta mới làm một thí nghiệm một, đó là thầy bố trí thí nghiệm như hình ha. Trường hợp một là thầy cố định một đầu thước, rồi một đầu để tự do đây, rồi chúng ta kéo lên lệch nhiều, sau đó thầy sẽ buông ra coi cái biên độ dao động như thế nào và cái âm thầy nghe được như thế nào. Và trường hợp thứ hai là cũng cái thước giống như trường hợp một, và cách bố trí giống như trường hợp 1, nhưng mà chúng ta chỉ kéo nhẹ thôi, buông ra coi là cái biên độ khi kéo nhẹ thì cái biên độ như thế nào và cái âm thầy nghe được như thế nào. Và chúng ta tự làm và hoàn thành vào bảng cho thầy nha. Rồi bây giờ mỗi bạn là lấy thước ra và chúng ta tự làm. Rồi như vậy là sau khi các em đã làm xong, rồi thầy cho chúng ta hoàn thành cái bảng như sau: nâng đầu thước lệch nhiều, đầu thước dao động mạnh hay yếu? Trả lời là mạnh. Âm phát ra là to hay nhỏ? Là mình nghe được là to ha. Rồi nâng đầu thước lệch ít thì đầu thước dao động là yếu và âm phát ra là nhỏ ha. Cái này mình làm thí nghiệm và nghe được nha các em, thấy được. Từ đây các em hãy hoàn thành câu C2 cho thầy. Trường hợp nào quả cầu bất lệch càng chấm chấm chứng tỏ biên độ của mặt trống càng chấm chấm tiếng trống phát ra càng. Hôm trước chúng ta có làm một thí nghiệm về quả cầu bất rồi ha. Là chúng ta sẽ để một cái quả cầu được treo vào một cái sợi dây sát để sát mặt trống. Khi trống dao động thì cái quả cầu sẽ bật. Và chúng ta điền vào. Chúng ta có là quả cầu bất lệch càng nhiều hoặc là ít chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càng lớn hoặc là càng nhỏ, và tiếng trống phát ra càng to hoặc là nhỏ ha. Tức là nhiều thì biên độ lớn và phát ra to, còn nếu mà càng ít thì âm phát ra biên độ nhỏ thì âm phát ra là nhỏ ha. Từ đây chúng ta đi kết luận cho thầy: âm phát ra càng chấm chấm khi chấm chấm dao động của nguồn âm càng lớn. Như vậy là chúng ta sẽ điền vào gì đây các em? Âm phát ra càng to khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn nha. Và người ta đã đo được một số cái cường độ âm, và thầy cũng thông báo với em là đơn vị của cường độ âm là người ta lấy là decibel. Và tiếng nói thì thầm của người bình thường nói thì thầm là khoảng, người ta đo được khoảng 20 decibel. Rồi tiếng nói chuyện bình thường thì là 40
rồi tiếng nhạc to là 60, tiếng ồn rất to ngoài đường phố là khoảng 80 decibel dân dân, và cái ngưỡng đau tức là cái tiếng ồn mà gây nhức nhức tai chúng ta nghe là khoảng 130 decibel là nó gây cho chúng ta đau tai rồi. Rồi cái bài này chúng ta chốt lại cho thầy nha. Cái đơn vị là decibel, ký hiệu là dB, dụng cụ đo là decibel kế, có một thiết bị đo âm gọi là decibel kế. Đây là cái chốt của cái nội dung là độ to của âm, và chúng ta sẽ và cái ngưỡng đau của tai là 130 decibel. Rồi ta sang cái vận dụng. Sau khi chúng ta đã nắm được lý thuyết rồi, bây giờ chúng ta hãy trả lời câu hỏi như sau. Câu C 3, khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn to hay nhỏ, tại sao? Rồi, các em suy nghĩ và trả lời nha. Khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn to hay nhỏ, tại sao? Rồi, chúng ta thấy là gì? Khi gảy mạnh thì tiếng đàn là to hết các em. Rồi, tại vì biên độ nó lớn. Còn khi chúng ta gãy yếu thì tiếng đàn nó nhỏ, lý do biên độ nó nhỏ ha. Câu số 4, hãy so sánh biên độ dao động của điểm giữa dây đàn trong hai trường hợp. Rồi bây giờ trường hợp thứ nhất là thầy kéo cái dây đàn tới điểm M. Trường hợp thứ hai là thầy cũng kéo tới điểm M, nhưng mà các em thấy là trường hợp nào biên độ lớn hơn? Trường hợp nào là độ lệch lớn hơn? Trường hợp 1 hay 2 các em? Đương nhiên là chúng ta dễ dàng nhận được là trường hợp số 1 đúng không? Rồi. Và thầy cho chúng ta sang chủ đề tiếp theo, đó là độ cao của âm. Cái bài này chúng ta hai chủ đề. Chủ đề 2 là độ cao của âm. Rồi, độ to của âm là chúng ta thấy là do cái biên độ. Như vậy là cái độ cao của âm là nó phụ thuộc vào yếu tố nào? Tức là một người nói chuyện là thanh hay không thanh đó, là một yếu tố nào. Một là mã dao động nhanh chậm của tần số. Rồi thầy bố trí thí nghiệm như sau. Treo hai con lắc có chiều dài 40 cm và 20 cm, kéo chúng lệch ra khỏi vị trí đứng yên ban đầu rồi hạ cho chúng dao động như hình 11.1. Rồi một con lắc là dài và một con lắc là ngắn ha, và chúng ta kéo là phiên bằng là giống nhau, và chúng ta quan sát và đếm số động của từng con lắc trong 10 giây và ghi lại kết quả. 10 giây ghi ra bao nhiêu dao động mình đếm nha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành thí nghiệm. Rồi các em đếm cho thầy 10 giây. Rồi sau khi 10 giây thì cô tới con lắc số 2, em cũng đếm cho thầy. Rồi chúng ta đếm số động trong 10 giây nha. Chúng ta dùng cái đồng hồ bấm giây và chúng ta tự đếm nha các em. Rồi từ đây thầy đo được, thầy đếm rồi thầy đo được nè. Đối với con lắc dài 40 á, là thầy đo được là 10 giây là 5 dao động. Còn đối với con lắc là dài 20 á, là 10 dao động. Dao động là có đi và có về nha các em, là nó qua rồi nó trở lại nữa thì mới gọi là một dao động. Và thầy tính là số dao động trong một giây. Số động trong một giây thì thầy sẽ đo được là 10 giây là 5 dao động. Vậy là một giây của thầy sẽ là 0,5 dao động. Và 10 giây 10 dao động, một giây của thầy là 1 dao động. Rồi như vậy là chúng ta có số động trong một giây rồi.
và số dao động trong một giây này nè các em, gọi là tần số, chúng ta gọi nó là tần số, và đơn vị nó là hertz, ký hiệu là chữ H chít, và cái đơn vị là nhớ tới nhà bác học hertz, cho nên người ta lấy tên của ông là hertz và ký hiệu là chữ H chít. Và tần số của con lắc 20 cm là 1 hertz. Từ bảng trên hãy cho biết con lắc nào có tần số dao động lớn hơn. Vậy là chúng ta có 20 và 40 thì chúng ta thấy là tần số của dao động nào lớn hơn kia. Rồi. Một dao động là một giây là 0,5. Còn một dao động là một giây là một dao động, vậy là lắc A là dao động chậm ha, lắc B là dao động nhanh. Và chúng ta điền vào nhận xét nè. Dao động càng chấm chấm tần số động càng. Dao động càng tần số càng. Vậy là ta điền gì? Chúng ta sẽ điền vào là dao động càng chậm thì tần số động càng nhỏ, và cụ thể đây. 10 giây có 5 dao động nè, tần số có 0,5 thôi. Và dao động càng nhanh thì tần số động càng lớn. Đây, đây là động nhanh nè, tần số là 1. Và bây giờ từ cái tần số, và chúng ta xem nè, âm cao tức là âm âm bổng đó, những người nói chuyện là giọng thanh đó, dụ người nữ ha, nói chuyện rất là thanh, tức là âm bổng, hoặc là con mũi nó do ve âm nó rất là thanh. Còn con đại bàng thì nó cái tiếng kêu nó không thanh ha, do là âm nó thấp, là âm trầm. Và ở đây chúng ta sẽ làm thí nghiệm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái đĩa quay, và cái nhiệm vụ chúng ta là sẽ là cho cái một cái tờ giấy tiếp xúc vào. Nếu như chúng ta để ở phía trong thì cái một dòng á là số lần tiếp xúc của tờ giấy nó sẽ ít hơn là ở phía ngoài, và chúng ta lắng nghe âm phát ra từ miếng bìa, trường hợp nào âm sẽ lớn hơn. Rồi bây giờ chúng ta làm thí nghiệm và lắng nghe nha. Thì thầy cũng thông báo với các em luôn là khi đĩa quay chậm, góc miếng bìa dao động chậm, âm phát ra là thấp. Còn khi đĩa quay nhanh, góc miếng bìa dao động là nhanh, âm phát ra là cao. Rồi như vậy là ta thấy là khi mà cái đĩa nó quay chậm á, thì tức là cái tần số nó nhỏ thì âm phát ra là nó thấp. Còn tức là không thanh bằng trường hợp là đĩa dao động nhanh, và âm phát ra sẽ là thanh hơn, cái tiếng nó nghe là trong trẻo hơn. Từ đây thầy cho chúng ta đi đến kết luận là dao động càng nhanh thì tần số càng lớn, và ngược lại âm phát ra càng cao, còn ngược lại là chậm thì tần số nhỏ, âm sẽ là thấp. Rồi chúng ta vậy là chúng ta biết được nè là cái âm trầm âm bổng là phụ thuộc vào tần số, tức là cái số động trong một giây, tức là cái... Rồi bây giờ chúng ta sẽ là vận dụng một vật dao động phát âm có tần số 50 Hz và một vật khác dao động phát âm có tần số 70 Hz, vật nào dao động nhanh hơn, vật nào phát âm thấp hơn. Và chúng ta mới định nghĩa nha các em, tần số là số động trong một giây. Như vậy là tần số 70 Hz và 50 Hz thì dao động nào nhanh hơn các em? Đương nhiên là 70 ha, là 70 rồi. Và vật nào phát âm thấp hơn thì chúng ta có tần số nhỏ thì âm thấp sẽ là 50 sẽ thấp hơn. Và có thể em chưa biết, thông thường tai người có thể nghe được âm có tần số từ 20 đến 20 ngàn. Và con người chúng ta thì chỉ nghe được âm có tần số
là số dao động trong một giây đó từ 20 Hz đến 20.000 Hz thôi. Và những âm có tần số dưới 20 Hz gọi là hạ âm, và âm này chúng ta không nghe được nghe. Và những âm có tần số lớn hơn 20.000 Hz phải gọi là siêu âm. Và chó và một số động vật thì có thể nghe được những âm cao hơn 20.000 hoặc là âm thấp hơn là 20 Hz. Tức là động vật thì tai là thính hơn người chúng ta. Và các em cũng biết tại sao con muỗi là nó cái tiếng nó phát ra rất là thánh thót, trong khi con đại bàng nó bay thì cái tiếng là rất là không thánh thót như là con muỗi. Thì ở tần số này trả lời cho các em biết là mặc dù con muỗi nó nhỏ nhưng mà cái tốc độ quẩy cánh của nó rất là nhanh các em, tức là tần số nó lớn, nó phát ra âm thanh. Mặc dù con đại bàng phát ra âm to do cái cánh nó đập, nhưng mà nó đập chậm cho nên âm nó không được thanh như con muỗi. Chúng ta hết sức lưu ý chỗ này. Và cái chủ đề độ to và độ cao của âm chúng ta đây là hết. Chào tạm biệt các em, nhờ các em đăng ký kênh, like, share, ủng hộ thầy nhé, và đón xem chủ đề tiếp theo.